Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tình tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 9 cây câu nha em. 9 cây câu này là 9 cây cần câu carbon. Có cây số 1 là cây cắm gốc thôi, phần còn lại là hàng 2 khúc hết nha anh em. Có chiều dài từ 2m4 tới 3m6. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một trong em lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Vô cái thứ nhất mình tham khảo nha mọi người. Cây thứ nhất em đưa vô cho mình lên cho mọi người là một cây Alpha Taco nha, Alpha Taco short matic gì đó. Thì cây này là một cây cần cắm gốc, đọt là đọt city tinh đó. Thì cái này nó bị gãy đọt mọi người, nãy em đo chiều dài thật nó thì nó không đủ mét. Thì cây này được mấy Nhật làm lại bát là bát Fuji nha anh em. Đây phen nó đây đó, phen Fuji dạng phen nằm nha mọi người đó. Phen này thì cực kỳ lực rồi, khỏi nói. Dạng này đánh màu lực câu rái rất ok nha mọi người. Dạng này đánh máy đứng máy ngang đều rất là ok nha, rất là cứng luôn. Ngoại hình còn rất là ok nha mọi người. Đó. Thì cây này một cây cắm gốc lỡ hàng của Alpha Taco, thương hiệu nội địa Nhật. Bát là bát Fuji, phen Fuji luôn. Thì cây này nặng chỉ có 270g thôi, đọt là 3.5L. Cứng là nồi độ cứng nó ra tầm khoảng 200 nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 200 250. Chiều dài em đo nó chỉ có 1m67 thôi đó. Chiều dài 1m67 phen nè, phen cực kỳ ok luôn rồi, Fuji lỗi xít luôn nha, bóng lưỡng luôn. Thì giá công khai cái này là 800k anh em về câu đáy câu bạo lực đó, đánh trên ghe trên bè trên thuyền, đánh máy đứng máy ngang được rất là ok nha anh em. Rồi, cái số 1 giá 800k cộng ship nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần Holy Person. Đó, cây này của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Tem đầy đủ. Chất liệu là chất liệu carbon. Phen là phen Fuji nòng súng nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Bô là bô Fuji chống sắn. Đọt nó sơn màu trắng nha anh em, chứ cây này là nguyên cây carbon nha, không phải đọt tháp nha mọi người. Anh em thấy nó sẵn không, gờ tay vô là cộm tay luôn á. Thì cây này cứng 80, dài 2m4, thông số cực kỳ chuẩn luôn. Anh em câu lăng xe, câu cha là lấy cây này đánh cực kỳ ok luôn. Phen đều là ok hết mọi người, hàng nguyên zin. Bộ phen này cũng đắt tiền nha mọi người. Fuji nòng súng, ngoại hình còn rất là ok nha. Thì cây này cứng 80 dài 2m4, bu bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Thì cây này nặng chỉ có 245g thôi, đọt 2.5L. Giá công khai là 1.200.000 mọi người, 1.200.000. Hàng này chia cho anh em đánh xe, đánh cha, đánh chép. Đó. Anh em đánh biển cũng rất là ok luôn. Đây cá nó bị cái này quẩy cá nó quýnh nó dính đó mọi người, về chịu khó lau chừa vệ sinh giúp em nha. Đây cán ba khúc đời cao chất liệu là chất liệu carbon, phen là xịn sò luôn, ngầu luôn. Rồi giá công khai cây số 2 là giá 1.200.000 cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần phen nòng súng. Cây này là một cây cần của Holy Lock, hàng Đài Hoa. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Thì cây này bát là bát Fuji Đài Hoa. Tem vàng luôn. Phen là phen Fuji. Lỗi xít luôn nha mọi người. Đó, bóng lưỡng. Phen Fuji. Đó. Chất liệu carbon sẵn hai da. Đây sẵn nổi quăng luôn á. Fuji. Em có thấy nó sẵn nè. Sẵn tới ngọn nha mọi người. Đó, bu là bu Fuji luôn nha, bu Fuji chống sẵn luôn. Phen đề ba đây, dạng phen nòng súng. Nguyên bộ từ đít tới ngọn luôn. Hàng ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95% nha anh em, 90-95% thôi nha. Đó.
Cây này cứng 50, dài 2m4. Thông số rất là chuẩn cho anh em lăn xe, cột chép, cột chơi. Đó, đánh trà. Khoan nhìn cực kỳ ngầu nha anh em. Thì cái này nặng chỉ có 290g thôi, đọt là 1 đi 9. Cứng 50, đọt 1 đi 9. Phen phen đồng súng. Giá công khai là 1.4 triệu nha mọi người. Cây số 3 giá 1.4 triệu. Ngoại hình cũng rất là ok luôn nha. Thì cần này nó còn có xuất sắc li ti vài điểm nha mọi người. Carbon thì carbon sẵn. Càng rất đẹp nha. Phen này ok hết. Đỏ ship. Hokage 52m4. Càng đây qua. Cái này của Korea xuất nhập nha mọi người. Đó. Đây, hàng Korea xuất nhập mã code đầy đủ. Rồi, cây số 3 giá công khai là 1.4 triệu nha. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây càng Hokage. Đó, cây này của Daiwa. Đó. Bát Pussy, Fan Pussy, nòng súng. À, cây này cứng 50 và hết 7 nha mọi người. Cứng 50 và hết 7 của Hàn Quốc xuất nhập luôn. Mã code tem đầy đủ nha. Đó. Đây anh em có thấy nó sắn này, đó. Sắn là cuộn cuộn luôn nha mọi người. Nó sơn lại mà sắn rất là ok nha mọi người. Bu là bu Pussy chống sắn luôn nha. Phen là phen mỏng súng. Bộ phen ở Việt Nam đắt, rất là đắt tiền nha mọi người. Cây này cứng 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 chỉ có 50 thôi, chuẩn cho anh em câu tra, câu chép, câu lăn xe, đó, đánh trôi, đó, đánh biển cũng rất là ok nha anh em. Đây nè, sẵn đây. Này có thể sẵn tiếp luôn nha mọi người. Xíu sát tí nha. Bu phen cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, cứng 50 thôi. Test đọc cho anh em luôn. Thì cây này cứng 50 dài 27. À, nặng là 330g, đọt là 1 ly 9. Giá công khai là 1.7 triệu nha mọi người. Cây số 4 giá 1.7 triệu. Hàng cực kỳ đẹp nha. Đó. Ngoại hình cây này cầm khoảng 90-93% nha. Hàng carbon sắn. Rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần của Suzumi. Đó. Cây cần Suzumi. Đó. Cây này dạng cấu chất liệu carbon, là chất liệu carbon 2 da nha mọi người. Thì cái này Suzumi là bass, là bass đời cao, bass của hãng. Đó. Cực kỳ chắc nha. Thì cái này của Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Hàng Suzumi, hàng của Hàn Quốc. Đây anh em thấy carbon nó sắn nó đang ít đây. Soi kỹ cho anh em xem. Nó đang dạng đang hai da, đang ít sắn luôn. Thì cái này chất liệu là chất liệu carbon, cái này da cứng 80 và 27. Thông số rất là chuẩn luôn, chuẩn anh em có thể đánh biển nè, đánh cha, đánh chép, câu lăn xê rất là ok. Đó, cái này của Hàn Quốc xuất nhập Korea. Đó, tem sức đầy đủ. Hàng cây này thì ngoại hình cực kỳ đẹp nè, đây dạng sang ít. Phen là phen Pussy anh em, phen Pussy lỗi xám, chắc là chất liệu carbon. Cán là cán bốt, bát là bát đời cao, bát hãng. Cứng 80 và 27, thông số bao chuẩn luôn. Phen ok hết nha mọi người. Đó, không lỗi, không độ chế gì hết. Anh em về kiểm tra hàng trước thanh toán luôn. Nếu thấy lỗi hay độ chế thì anh em báo em nhận lại. Đó, hàng cực kỳ đẹp nha anh em, màu trắng nhìn cực kỳ sang nha. Bán hàng sao kỹ cho anh em luôn á. Đọt cực kỳ cứng nha anh em, đọt 80, chất liệu carbon hay da là rất là ok, độ nảy rất là cao nha. Rồi, cây này cứng 80 và 2m7, nặng là 410g, đọt là 2 ly 9, giá công khai là 1.3 triệu nha anh em. Đó, cây số 5 giá công khai là 1.3 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 6.
Cây số 6 là một cây cần nội địa, một cây cần Holy Lock. Đó. Cây này là một cây cần Holy Lock Carbon Wicker. Đây nè. Cây này cứng 50 và 27. Đây, Carbon Wicker, hàng sẵn hai da nha mọi người. Đó. Sẵn thì trên ngọn nó sẽ là các sạn sẵn Caro nha. Anh em mới thấy. Phôi bông á. Bu là bu xít nha mọi người, bu xít. Bu mô chè xít. Thì fan này là fan Fuji. Ngoại hình cái này thì xuất sắc theo thời gian mọi người, nhưng mà cái phôi nó cực kỳ ok nha, đánh bao nảy bao bạo lực luôn đó. Phôi sắn ít, phôi trên đọt nó là phôi dạng sắn cargo nha mọi người. Hàng carbon Wicker, hàng carbon hai da, này thương hiệu này quá nổi tiếng rồi đó. Cứng 50 và 27, hàng nội địa. Bát là bát Fuji tam hoàng nha mọi người. Em dặn ra chơi bên nha. Đây, sẵn ít nè mọi người, sẵn ít. Sẵn đang ở trong á. Cái này giống như nó tóc lớp sân bóng thôi, đó, nó xuất sắc là thời gian thôi. Đó, chất lượng độ nảy, độ phôi thì không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đây, xuất sắc đi ti nha. Hàng hai da. Thì cái này cứng 50 và 27. Nặng là 345g, đọt là 3 ly. Giá công khai là 1.2 triệu nha anh em. Giá công khai cây số 6 giá là 1.2 triệu. Thì cái này là chi cho anh em đó, câu cha, câu chép đánh lần C nha. Cứng 50. Anh em về lấy lô cũng được luôn. Rồi, cây số 6 giá 1.2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần carbon Wicker. Đó. Cây cần carbon Wicker mà cây này cứng 80, chủ dòng fan là gì? Fan biển nha anh em. Fan cầu, fan biển. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon hai da nha anh em. Đó. Thì ngoại hình nó vẫn có xuất sắc cho anh em, cái này chốc lớp sân bóng thôi. Đó. Thì chất liệu carbon này độ nảy, độ đàn hồi nó rất là cao nha, đánh cá bao phê luôn. Đây. Fan cầu, fan biển nha anh em. Bass là bass Fuji tam hoàng. Hàng xe ben nha. Hàng carbon sắn ít, sắn hai da. Đọt thì đọt mấy cái này là đọt dạng cargo nha mọi người. Bô là bô chống sắn xít luôn nha. Bô chống sắn xít luôn. Phen cầu. Khoan rất là bạo lực nha. Cây này cứng 80 và 27 nha mọi người. Cứng 80 và 27. Holy Lock, hàng đại qua carbon Wicker nội địa. Thì cái này đánh cha, đánh chép, đánh lăn xe. Mà anh dạng này thì đánh cha rất là ok nha mọi người. Độ cứng rất là ok luôn, độ cứng siêu chuẩn luôn. Thì cây này cứng 80 và 27. Nặng là 385g, đọt là 3.5 ly. Giá công khai cây này là 1.4 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 7 giá công khai là 1.4 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 8, một cây cần chỉnh cho nên lăn xe luôn, đánh lăn xe xa bờ. Đây cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần Holy Lock, hàng đầy qua, hàng dạng sắn carbon hai da. Đó, đây đọt nó sắn đây, sắn nổi găng luôn. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji, bass là bass Fuji Japan. Đó. Rock roll carbon. Đó. Ngoại hình cực kỳ ok nha mọi người, cực kỳ ok luôn. Thì cây này cứng 80 dài 3m6, cây này chỉnh cho anh em săn hàng để lăn xe. Đó. Mớp còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó, tem nè, tem đầy đủ hết luôn. Sắn hay da, cây này 3 khúc nha mọi người, cây này sản xuất tại Taiwan. Đây, ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nha mọi người. Xuất sắc đi ti. Thì cây này được mấy anh Nhật sơn phen lại nha mọi người. Sơn cái đầu chân á. Đây nè, chân này họ sơn lại. Họ sợ xét á, rỉ á. Nhưng mà em kiểm tra mấy cái phen này rồi, cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Đây, cái phen này còn cực kỳ ok nha, không ảnh hưởng đâu. Cái này họ sơn chống xét á. Đó.
bô cũng vậy, bô là bô Fuji nha nè, hàng là nguyên zin nha. Thì cái này thì chia cho anh em đánh lăn xe bạo lực rồi, đó, cứng 80 dài 3m6 đánh xa bờ. Đây, test độ cong cho anh em xem. Thì cây này nặng là 405g, đọt là 21, giá công khai là 1.400.000 nha anh em. À, cây số 8 giá công khai là 1.400.000, hàng 3 khúc, cứng 80 và 3m6, chuẩn đến lăn xe, đến chòi, đến chép, đến cha. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng em lên cho mọi người. Cây cuối cùng em lên cho mọi người là một cây cần của cửa hàng Rotex, Rotex gì đó. Đó. Đó, cây này của CV, cây này hình như là China xuất Nhật nha mọi người. Cây này cứng 150 và 27, sổ dòng phen này em, dòng phen cầu, phen biển, bát là bát Fuji đây anh em, phen còn cực kỳ mới nha, phen Fuji luôn nha mọi người, đóng chữ Fuji trong đây nè, đó, cái này ngoại hình còn ok nha mọi người, cán là cán ba khúc đời cao, bát là bát Fuji, cứng 150 và 27, phen bát đóng chữ Fuji trong đây nha mọi người. Thì cái này chuẩn cho anh em đến bạo lực nha anh em, phen cầu phen biển chuẩn đến bạo lực luôn. Đó, nguyên dàn phen cực kỳ ok. Thì chất liệu là chất liệu carbon pha nha mọi người. Đó, rất là bóng này. Sau thì nó quậy thôi. Bô là bô Fuji chống sắn đó mọi người. Đó. Bô cầu bô biển luôn. Nguyên dàn phen này cũng rất là đắt tiền nha anh em. Đây đóng chữ cho bên đây. Đó. Phen ok hết nha anh em, không bị mối ăn luôn. Thì cái này cứng 150 và 2m7. Nặng là 450 g, đọt 4 ly, giá công khai là 1.3 mọi người. Đó. Cây số 9 giá công khai là 1.3 cộng ship. Đó. Chất lượng bonfire nha mọi người. Đó. Sao thì nó vậy thôi. Đó. Rồi đó là tổng cộng 9 cái càng em đây cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào hãy chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Hàng cực kỳ ok luôn, đầu nãy nè. Test cho anh em xem luôn. Rồi, cảm ơn anh em nha.